lần đầu tiên gặp nhau là có ấn tượng về cái hình thể của ảnh không? 6 năm trước là ảnh chưa có được như giờ. Bị teo anh. Gặp trên mạng nên là em không có tin tưởng lắm. Em tới mức mà em phải kêu một ông anh ở nhà để mà căng điện thoại em á, để có gì em gọi điện là phải kêu ra rước em về liền. Mà đã vậy còn cập đầu nữa. Nhưng mà lý do gì để cái hình cập đầu vậy? Sao em tưởng gì là ngầu anh? Tưởng gì là ngầu anh? Em tưởng vậy là ngầu. Dạ. Đi coi tịch ma nhìn bự con vậy thôi chứ mà sợ ma. Không có tư cách gì tại tôi. Trời ơi, tại sao em lại nói câu đó hả nhỏ? Tại vì nếu mà nó chia tay trong cái lúc mà mình đang giận á thì nó không đúng. Nó không có chín chắn nên là em không chịu. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em là Huỳnh Thúy Tiên, năm nay em 24 tuổi. Hiện tại thì em đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Hai đứa em đều làm sáng tạo nội dung và em có một quán nước riêng. Quán nước hả? Quán nước quận mấy vậy? Dạ Tân Bình. Tân Bình hả? Dạ. Ngày mai tôi lên Tân Bình nè, ở khúc nào giới thiệu luôn đi. Dạ khúc Âu Cơ. Mà ông hỏi nước gì chưa mà ông chưa gì rồi ông. Không, chắc nước mía hoặc nước ép mà là hay vậy. Trà chanh giả tai. Không có trà chanh giả tai mà có nước mía. Nước mía. Nước mía. Đấy. Dạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Trần Nghiệp Tuấn. Em sinh năm 97. Em làm huấn luyện viên thể hình. Với lại sáng tạo nội dung chung với vợ của em. Thường thì mình sáng tạo nội dung thì mình làm những video clip gì nè? Video clip đời sống đời thường của cặp đôi thôi. Đó. Bởi vì người ta thể hình cho nên phọt phiết đâu đó rõ ràng. Chị thấy em cũng thể hình mà, dân thể hình mà, nhìn là biết dân thể hình rồi. Đó. Tập tạ cách đây hai mấy năm rồi đó. Sau đó là Lương Dương á. Quá là giữ gìn được bất giá. Bây giờ quay trở lại chính nè, câu chuyện chính nè, hai chồng sao mà quen nhau được vậy? Lần đầu tiên gặp nhau là có ấn tượng về cái hình thể của ảnh không? 6 năm trước là ảnh chưa có được như giờ. Bị teo quá anh. 6 năm trước là tụi nha em quen nhau trên app hẹn hò. Là năm đó là mình 18 tuổi đó ha. Dạ. Trời ơi. Sao thấy ổng ấm tâm ấm teo mà sao không thích ổng? Không, tại lúc đó ổng chụp cái mặt ổng lên là ngầu lắm. Thấy cái mặt thôi không có thấy đúng cái người rồi, thấy cái mặt đúng không? Còn trắng đen nữa. Để đầu chọc mà mặt trắng đen thì em nhìn rất là giang hồ. Mà thích cái gu. Cái gu ổng cũng tin em trước. Lúc đó là giờ nghỉ trưa trong giờ làm thì lúc đó em làm gì? Em phụ gia đình bán phụ tùng xe. Thì rảnh quá em ăn cơm xong thì em ngồi em lướt thôi. Thì lướt chúng bả. Cái bả cũng lướt chúng em luôn rồi em say hi với bả rồi nói chuyện qua lại. Mấy bữa sau thì gặp nhau trực tiếp? Dạ chắc tầm 3-4 tuần sau thì em chủ động hẹn vợ đi coi phim. Nhưng mà anh hỏi nè, khi em nhìn hình bạn này ở trên cái trang đó thì em có ấn tượng gì về cái khuôn mặt của bạn không? Lúc đó thì em chỉ cần nhắn tin chịu trả lời là được. Trời cũng dễ dãi quá, em cũng dễ dãi ghê luôn á. Tại vì có mình vợ em là chịu trả lời tin nhắn em thôi. Trời ơi. Ai biểu cặp chọc đầu. Là chọc đầu đúng không? Không có chọc lắm, đầu đinh. Đa phần phụ nữ không thích người chọc đầu đâu em. Đó. Nhưng mà ổng gài em á. Ý là em có nhắn tin trên đó thì nó không có tiện nên là em xin Facebook. Thì lúc đó ổng có một cái status ghi là đó giờ chưa xem kịch ma thì em mới vô em rủ đi coi. Coi ma đâu, sân khấu dần hả? Sân khấu ngay Cao Thắng hồi xưa bây giờ nó đóng đại rồi. đồng bây giờ đóng cửa. Đại đồng có đi coi không? Có rồi, tại vì nè? Vé kịch ma nó hơi lâu nên là tụi em đi coi mẹ phim trước. Nhưng mà lần đầu tiên gặp nhau ngoài đời thì sao nè, so với hình ảnh mà chúng ta coi trên avatar? Lúc gặp nhau là tại vì gặp trên mạng nên là em không có tin tưởng lắm. Em tới mức mà em phải kêu một ông anh ở nhà để mà canh điện thoại em á, để có gì em gọi điện là phải kêu ra rước em về liền. Mà đã vậy còn cặp đầu nữa. Em tính đi lái xe mà hôm gặp á là đã có tóc chưa? Dạ rồi, đã có một xíu rồi. Ủa nhưng mà lý do gì để cái hình cặp đầu vậy? Em tưởng vậy là ngầu anh. Tưởng vậy là ngầu anh. Em tưởng vậy là ngầu. Dạ. Rồi sao? Lúc mà gặp thì sao? Lúc có bất ngờ thì... không? Cũng bất ngờ, tại vì nhìn ảnh. Bất ngờ nghĩa là bất ngờ theo hướng tốt hay là hướng nó kiểu nhìn ảnh bụi đời quá. Đó giờ chưa có gặp ai mà quen ai mà kiểu bụi đời giống vậy. Vô rạp xem phim là anh có làm gì mà thấy mình cảm thấy là trời ơi ghê quá không? Dạ không. Rất là chuẩn chỉnh đúng không? Tim gu gu. Dạ. Tim gu gu. Sao vậy em? Sao vậy? À, thì ngầu lắm mà. Lúc đó em chỉ xác định là đi xem phim thôi, vui vẻ rồi. Nhưng mà em nhìn bạn này, nhìn cái hình thể bạn này là em có kết không? Kết chứ anh. Kết rồi. Rất là cá tính. Chắc là kết rồi cho nên là mới ráng kềm hãm lại nên để chứng tỏ mình là người đàng hoàng. Để mình ghi điểm chứ. Rồi sau bữa đó là về là có cảm tình rồi đúng không? Dạ đúng rồi, sau bữa đó về là nhắn tin còn đàng hoàng quá mà. Dạ. Rồi bắt đầu với cú chót nè, là tới đi coi kịch ma. Đi coi kịch ma nhìn bự con vậy thôi.
chứ mà sợ ma. Là mỗi lần mà làm một cái âm một cái là ổng leo lên người em không? Trước 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 khi vô xem kịch là ổng phải đi qua bên kia ổng mua cái kem mà có cái ống mút á, để sẵn mà ăn kem xong mình còn có cái đồ để mình bóp mình mút, mình sợ á. Rồi thấy thương quá vậy. Thương đứa con mà sợ ma ấy. Trời ơi, vậy chưa coi cái người vợ ma bên tôi ha. Chuẩn bị đi coi đi nghe. Trời đi coi ơi đi. Coi đi rồi thấy cảnh. Dạ, em có la không? Dạ không, em bình thường. Trời em men quá. Em đúng ngồi rồi. Hàng đầu, nó rủ ngồi hàng đầu mà ổng la không à. La xong nấp vậy nè. Vậy hả? Mà sợ thiệt đúng không? Không, anh em diễn thôi. Ghê thiệt, ghê thiệt. Hai lần rồi, một lần xem phim người ta giả bộ cũng không nhận ra. Lần đi coi kịch người ta giả bộ. Bây giờ mới biết đúng không? Quý vị thấy chưa, vợ chồng son của tụi tôi nó có những cú twist ngoạn mục dữ lắm. Nhưng mà như vậy có nghĩa là đi coi kịch về xong là coi như ngã gục đó đúng không? Dạ đúng rồi. Phải nói là không còn gì để nói nữa rồi. Đây đúng là cái người mà mình phải trao thân gửi phận rồi nè, đúng không? Rồi hai đứa yêu nhau bao lâu? Dạ, yêu nhau nếu mà tính Noel này 6 năm. Là 6 năm. 6 năm. Mà các em cưới nhau bao lâu rồi? Cưới nhau hồi đầu tháng 12. Ủa là mới đây đúng không? Dạ đúng rồi. Trời ơi nó son dữ rồi ta. Trời ơi, mới son rồi. Wow. Trời son rồi. Nhưng mà nè, trong 6 năm đó giữ mà có giữ trọn vẹn cho đến cái ngày đám cưới không? Tụi em có gây lộn một lần. Tại lúc đó em áp lực công việc quá nên là em cũng suy nghĩ không tới. Cái em mới nói là thôi chắc mình dừng lại để em tập trung làm hơn. Và lúc đó vợ em thì không có chịu, nói anh không có tư cách chia tay tôi. Ôi, tại sao em lại nói câu đó hả nhỏ? Tại vì nếu mà nói chia tay trong cái lúc mà mình đang giận á thì nó không đúng. Nó không có chín chắn nên là em không chịu. Rồi chia tay phải là tôi chia tay chứ. Đó. Rồi sau khi nghe một cái câu nói của bạn mình nó nặng như vậy thì với bản lĩnh của một người đàn ông dai u thịt bắp, em cảm nhận như thế nào? Bắt đầu thì em thấy hơi thất bại nên là em phải cố gắng em suy nghĩ lại rồi em tìm cái hướng đi mới trong công việc của em làm. Để em thay đổi rồi em ổn định lại trước rồi. Và em đã quyết chí vào cái con đường vận động viên thể hình đúng không? Dạ. Và em thấy đó là sự lựa chọn đúng đắn. Dạ đúng, nếu như không có vợ em thì em cũng không làm được. Tại vì tất cả những cái gì mà liên quan đến em, sự nghiệp của em đều có vợ em trong đó. Tức là vợ khuyên đi theo cái nghiệp thể hình hay sao? Dạ đúng rồi, quen em xong khoảng 1 năm là đi học làm vận động huấn luyện viên. Huấn luyện viên xong làm có tầm 2 năm là bắt đầu thi đấu. Vậy thì trước đó là em đã phải tập thể hình rồi. Dạ đúng rồi, thì trước đó thì em kiểu coi như là cái thói quen hàng ngày của em đi tập cho khỏe thôi đúng không? Dạ. Cái đợt mà em nói em chia tay là do em thấy em bấp bênh công việc, bấp bênh quá cho nên phải lựa chọn. Kiểu như em thì em không có thích nhờ vào gia đình của em không có thích phụ thuộc. Em có thì em xài, không có thì thôi. Nên là lúc đó em rất là muốn đi học thêm để lấy kiến thức về cái ngành này để mình làm. Thì lúc đó em cũng không có tiền, vợ em đi làm tăng ca nhiều hơn để cho em mượn tiền em đi học. Lúc đó vợ làm gì chứ? Lúc đó em làm phục vụ của quán trà. Ôi thương ghê. Xúc động không? Kể tới chỗ này xúc mà động. Mà biết sao mới có nhỏ mà mới có 24 hai... Bây giờ là mới có 24 vậy. Lúc đó là mới 20, 21 à. 20, 21. Trời cưng quá vậy ta. Trời ơi. Vậy là nhỏ này mới mốt đi giàu lắm đó nghe. Đầu tư sinh lãi mà chị. Hả? Mình phải đầu tư sinh lãi chứ. Nó đi đó lãi rồi đó. Đầu tư trước cái giờ tiền về em hết. Lãi rồi. Nó cái đầu nó ghê lắm á. Ghê quá. Đầu tư tưởng tượng 10 năm nữa thì nó sẽ như thế nào nè. Đó. Trong suốt những cái chặng đường mà bạn này đến với cái nghiệp huấn luyện viên thể hình đó, dạ, thì em chẳng những là cái người đầu tư cho bạn ấy, còn là những người đồng hành cổ vũ cho bạn ấy trên mọi đấu trường đúng không? Dạ đúng rồi, em nấu ăn, em đi theo. Tại vì những cái lần mà siết thi đấu là rất là cực. Ăn uống thì không giống như người bình thường, với lại nó cũng tại gần thi là bắt đầu phải cắt nước rồi phải đủ thứ hết trơn, nó rất là cực. Hay là những lúc đó là đuối nhất luôn á. Nhưng mà lúc đó là hai đứa ở chung chưa? Dạ chưa. Nhà ai nấy ở đó? Dạ đúng rồi. Sao không sống thử? Sống thử mới cách đây hồi đầu năm trước. Là trước đám cưới là khoảng 6 tháng là mới bắt đầu sống thử. Sống thử xong thấy vui không? Dạ vui, tại nó y chang bình thường á. Tại vì tụi em cũng hay đi du lịch với nhau á. Bình thường sao thì về sống thử cũng y chang. Khi mà sống thử với nhau á, dạ, thì coi như là giống như là mình đã về chung một chỗ rồi. Thì bạn này cũng loài ra tật xấu gì không? Dạ em thấy là có thật xấu nhưng mà trước đó nó đã thể hiện ra rồi. Ví dụ tắm đúng không là sẽ để đồ hết trong toilet. Không có dọn. Còn mỗi lần mà chơi game là giống như là bị điếc vậy, cô kêu không có nghe. Không nghe ai nói gì hết trơn. Lấy hồi mới hỏi lại. Tức là giả điếc khi thực hiện đam mê. Đó đúng rồi. Giả điếc hay lắm. Sao? Hay trốn việc lắm. Trốn việc. Ví dụ mỗi ngày là con ra mỗi việc là khoảng 5 công việc như vậy đi. Hay giờ ví dụ làm 3 cái thôi. Ví dụ như bán nước mía nè.
ép nước mía nè thì là có xung phong ra ép không? Kêu mới làm. À. Ví dụ nhà một ngày là con em lập ra 5 công việc đi, làm 3 thôi. Ví dụ dắt chó đi tắm hay gì đó thôi, mai dắt cũng được em, nên mình hơi bận. Không có bận gì hết trơn vậy. Giả bộ bận đúng không? Đúng, thiếu lợi đó, thiếu. Mà nghe sao cũng làm vậy qua nữa. Có ghen tuông cọc cằn gì không? Không có ghen, chỉ là sáng dậy là ngủ là hay cọc thôi, ngủ dậy thì cọc. Cọc ngủ á. Tại ngủ chưa thẳng giấc. Mới ngủ không thẳng giấc hay không thẳng giấc thì cũng dậy. Lúc ngủ dậy là cọc à. Con nít cũng vậy đó thiệt. Vậy hả? Còn còn gì nữa không? Có sợ sợ dán. Cái đó sợ thiệt nha. Cái đó không sợ ma là sợ dạo. Sợ ma là diễn thôi, chứ dán em sợ thiệt. Có câu chuyện nào về vụ sợ dán em kể cho anh nghe. Bữa là như đám cưới của anh họ, bên chồng em qua treo mấy cái đồ mà trang trí nhà cửa đó. Xong cái con dán bắt đầu nó đi. Cái hồi nó bay cái là ông chạy ra ngoài trước. Ông bỏ hết mọi người, ông chạy trước. La vừa chạy vậy đó. Rất là sợ. Sợ lắm. Cưng mong muốn anh ấy thay đổi điều gì không? Dạ em không mong muốn thay đổi gì hết, em chỉ mong muốn là phát triển hơn trên con đường sự nghiệp thôi. Gặp tôi kêu em mong anh đừng sợ dán chết liền á, một cái điều mong không bao giờ. Tại vì em nghĩ là có những sống với nhau thì trừ những cái khúc mà lừa dối ngoại tình, xúc phạm tới gia đình hai bên, với lại đánh đập, những cái chuyện lại là nhỏ hết. Đối với em là vậy. Ok nghe. Rồi tới bạn đó, chắc không có tật xấu gì đúng không? Dễ thương quá trời quá đất mà. Thì này là mẹ của em. Mẹ yêu xưng này mẹ, còn em là bí bò. Sao vậy bộ hay đàn áp em lắm. Đúng rồi. Dạ không thì nói chung thì vợ em làm hết cho em để em yên tâm em đi làm. Nói chung là em về tới thì chỉ có tắm rửa ăn cơm rồi nghỉ ngơi thôi. Nên là em thương vợ như... Không, em lạc đề rồi. Nói chung em lạc đề nha. Nhưng mà nếu vậy con nhỏ này nó giỏi quá. Giỏi. 24 tuổi mà quá giỏi. Quán xuyến từ việc nước tới việc nhà. Dạ. Đảm đang. Trời ơi. Của hiếm nha, hàng hiếm nha. Dạ. Nhưng mà cái đó ai cũng biết rồi. Bây giờ nói những tật xấu đi. Tật xấu hả? Có ghen không? Ghen thì không có. Không ghen luôn. Tại vì tụi con không có ghen nhau. Trời nhỏ này nó hay quá ha. Hay. Ồ, chồng vậy nó không ghen luôn. Tại vì em thấy là em có giá trị để chồng em không đi được với người khác. Rồi nhưng mà coi chừng bị lạc đề nữa. Nhập đề đi. Có những cái tật nào mà em cảm thấy nó khó chịu không? Có. Cần nóng tính không? Không có nó. Nhiều khi nói em sao chứ quay lại bả cũng y vậy. Như tắm để đồ trong toilet á. Nói xong rồi lát hồi tới em đi tắm cũng tới bả để đồ. Vậy là tôi hiểu rồi, hai đứa lây nhau chị à. Nó lây. Nó ngượng nghĩ tới thân người ta, nó đến thì đần mặt ra là cái đó. Nó lây đó chị. Chà vậy mai mốt chắc đứa nhỏ con em nó đi dọn đồ cho hai đứa. Bây giờ hỏi tôi qua cái mong muốn đi là biết liền là tật xấu gì. Bây giờ mong muốn thay đổi điều gì? Nói chung thì em thương vợ em tại vì là thương cái con người của vợ em hơn, cho nên là vợ em có sao em cũng thương. Không cần thay đổi. Dạ đúng rồi, không cần phải thay đổi. Mà như vậy nếu cho một cái thay đổi thì em muốn thay đổi điều gì? Tối ngủ đừng có lấn giường em dữ quá. Chỉ vậy thôi. Trời, cái tướng như thế này mà bị nó lấn nữa hả? Bà lấn em ra ngoài luôn anh. Trang lấn xô đẩy hả? Em đâu có lấn đâu. Em ngủ sao em biết? Lấn dựng giường bự vậy thì em khúc về không vậy. Thôi hai vợ chồng đáng yêu quá, thật sự là yêu. Và cái nữa là anh rất là chúc mừng em đó. Là bởi vì em có một cô vợ ha, giỏi mặc quá. Dù còn rất trẻ nhưng mà rất giỏi. Và anh mong rằng là em cố gắng phấn đấu làm cho thật là nhiều tiền. Để chi vậy? Để mà cho cái cuộc sống của hai vợ chồng ngày ngày càng tốt hơn. Dạ đúng rồi. Rồi, xin cảm ơn hai vợ chồng. Rồi, cảm ơn hai đứa nha. Em tên là Nguyễn Hồng Minh, năm nay em 30. 30 tuổi rồi. Dạ. Wow, sao mà nhỏ xíu vậy, trẻ quá trời trẻ vậy. 30, giờ lớn 2 tuổi rồi. Dạ, xin chào anh Quốc Thượng và chị Hồng Vân. Năm nay em 22 tuổi. Em tên là Nguyễn Thị Tố Thư. Minh Thư. Anh tụi em làm gì? Dạ, công việc hiện tại của em là giáo viên nhảy hiện đại ở nhà văn hóa thanh niên. Hèn gì người ta thể thao thể dục nhiều quá, người ta mới trẻ đây nè. Còn Thư? Dạ, em cũng là giáo viên nhảy hiện đại. Chắc có lẽ là hai bạn là quen nhau trong một cái buổi trình diễn nào đó, hay là cộng tác chung một cái đơn vị. À, không, lúc đó thì vợ em là học trò của em. Em đứng lớp. Trời ơi, vậy đó mà thua chồng 8 tuổi lận đó. Cái cặp vừa rồi là cũng thua nhau 8 tuổi. Thua 8 tuổi. Đây cũng thua nhau 8 tuổi nè. Trời ơi, không khí này buồn bã mà giờ hai bạn mà thử mà nhảy cái nữa, cả luôn à. Cho mọi người, trời ơi. Hòa vỡ lên. Mọi người muốn chút nữa chiêm ngưỡng cặp vợ chồng nhảy hiện đại trên sân khấu không ạ? Được không em? Được không? Dạ. Tụi em chưa có chuẩn bị gì hết. Không phải, mặc đồ cô dâu với chú rể mà nhảy mới lạ. Vui đúng không bà con? Em đây.
Sau khi cặp vợ chồng nhảy không, mọi người muốn tôi với chị Hồng Vân nhảy ngoài. Thôi không được, không được đâu, sập sàn hết. Rồi. Cái bài này là hai đứa em là đã từng nhảy chung với nhau là bao lâu rồi? Được một năm rồi. Năm. Lúc đó em là học trò, vậy thì hai người cho anh hỏi câu tế nhị nghe, đó là thầy cưa trò hay còn trò cưa thầy? Lúc đầu thì thầy cưa trò, nhưng mà lúc tỏ tình thì trò tỏ tình với thầy. Coi như là knock out là trò đó, phải không? Cái ấn tượng đầu tiên của em khi mà nhìn cái cô học trò này nó là như thế nào? Thấy cô này dễ thương, chân dài, dáng đẹp. Mà em là dân nhảy thì thích con gái dáng đẹp thôi. Nhìn cái dáng trước tiên không à. Thì là lúc đó cũng có để ý là bắt đầu dạy nhiều hơn, chỉ riêng này nọ rồi tìm cách để mà tán tỉnh. Còn em khi mà em bước vô cái lớp học đó, em gặp ông thầy này thì em có ấn tượng một cái gì đó về ổng không? Dạ, trước tiên là thầy nhảy đẹp, nhảy những cái bài nữ uốn éo hay là đi mông lắc ngực gì đó thì đầy đủ hết luôn. Lúc đầu em nhìn thầy em không nghĩ là thầy là đàn ông đâu, nghĩ là 50-50 thôi. Dạ. Mọi người cứ uống con thầy này cũng lắc mông lắc ngực. Nãy là nhìn là thấy thầy nhảy rất là đẹp đó. Hồi nãy ông thầy không chỉ có lắc tay đâu, lắc tay đâu, bây giờ còn lắc mông lắc ngực nữa. Dạ, thầy lắc ngực sao? Dạ thì đánh không thì mình sẽ đánh như vậy. Rồi mình xoay. Đó lắc ngực nữa. Phiêu rồi đi sống người. Rồi xong đêm nay đi, tôi qua tôi ngồi với thầy cũng dạy riêng. Bụng anh hỏi đi, cho lắc cho bụng anh nó rớt bia đây. Hồi nãy thầy Minh có nói một chi tiết là ban đầu là thầy cưa trò, nhưng mà sau đó là trò tỏ tình với thầy. Dạ đúng rồi. Vậy thì bao lâu thì em mới thấy ông này được và em quyết định em tỏ tình nhau? Lúc đó thì em chưa có để ý anh này lắm. Thật ra là gia đình em có một số chuyện là ba em bắt em đi lấy chồng, mà lấy chồng ở nước ngoài lận. Em thì không thích đi xa, cho nên em thấy anh này cũng được, với lại có cảm giác là anh cũng thích mình, cũng để ý tới mình. Thì cho nên mình mới là quyết định nhắn tin tỏ tình luôn. Thì mình nói là thầy ơi em lỡ thích thầy rồi giờ sao thầy? Ngay thầy cái thầy mới nhắn tin lại nói là thầy với em mới biết đây thôi à, sao mà em lại thích thầy. Giống như là ảnh thích mình mà ảnh cố tình từ chối để làm giá lên. Cái mình mới thấy vậy, mình nói vậy thôi, thầy nói vậy thôi, coi như em chưa nói gì hết. Chết rồi. Rồi xong sao? Tại vì mình là thầy giáo mà đồng ý liền thì kỳ quá. Nên cứ để vài bữa từ từ, sau đó rủ đi ăn đi uống này nọ. Xong rồi lúc đó thì mới bày tỏ tình cảm. Nhắn tin qua lại, vợ em mới nhắn tin hỏi em là thầy thích mẫu người con gái thế nào. Thì em mới nói là em thích mọi người con gái, thương em và biết quan tâm lo lắng cho em. Thì lúc đó vợ em mới nhắn tin lại nói là nếu như vậy thì để em quan tâm lo lắng cho thầy nha. Để coi thầy coi coi có được không. Trời ơi, học trò mà ranh thiệt là ranh vậy đó. Rồi nói chung là quan tâm sâu sắc quá cho nên là bây giờ là cưới luôn. Vậy là 22 tuổi, vậy là yêu lúc đó là 19 tuổi. Em ơi, cái tuổi của em như vậy là thật sự là nhỏ. Mà lập gia đình như vậy thì chắc chắn nó phải có những cái khó khăn gì đúng không? Không có khó khăn lắm, tánh em cũng không phải là con nít, cũng không mê chơi. Nhưng mà em có nói hồi nãy em có chia sẻ là ba em á là muốn em lấy chồng người nước ngoài á, thì khi mà em quyết định đi đến hôn nhân danh này thì có gặp trở ngại gì? Dạ có, lúc mà em nói là em có bạn trai rồi để cho ba không có bắt em đi lấy chồng ngoại nữa, thì ba có bắt em là dắt anh này về gặp nhau nói chuyện cỡ mấy tiếng đồng hồ á. Em hồi không có ngồi đó, khi mà anh này về rồi thì ba nói là tao thấy thằng Minh nó cũng hiền, cứ quen nhau đi thì sau này tính tiếp. Thì sau đó một thời gian nữa thì ba quyết định vẫn gả em qua con của cô đó. Được biết là người đó chuẩn bị về Việt Nam và bàn chuyện đám cưới, cho nên em quyết định bàn với mẹ xong rồi bắt anh này dẫn em về nhà ra mắt mẹ của ảnh. Em có biết cái chuyện này không? Lúc đầu thì không biết, nhưng mà sau đó thì mới biết. Rồi ba em sao? Ba em dạ, cái lúc mà mẹ chồng á qua nói chuyện với bên nhà mẹ em á, thì ba em đi công tác. Tại vì mẹ em thương con gái, cho nên không muốn con gái mình không có hạnh phúc khi mà đến với cái một người mà không có quen biết từ đầu. Thì mẹ mới đợi ba đi công tác xa rồi thì hai gia đình mới gặp nhau nói chuyện. Rồi xong rồi bàn chuyện đám cưới, rồi quay phim chụp hình gì đó, rồi xong rồi đăng ký nhà kết hôn. Xong rồi
Thì ba về mới nói cho ba biết. Rồi lúc đó ba em sao? Ba em bỡ ngỡ, ba em mới nói là hả, trời đất ơi, tôi đi ở nhà mấy người dám gạt tôi hả? Tính ba em thì rất là nóng tính, với lại nói một là một, hai là hai. Sau khi mà như vậy rồi ba không nhìn mặt em nữa. Rồi bây giờ làm sao? Bây giờ thì nhìn rồi nhưng mà cũng chỉ là nói chuyện này nọ thôi, chứ vẫn chưa có phải gọi là thật sự chấp nhận. Mà em có nói chuyện với ba vợ nhiều không? Dạ có, nhưng mà ít lắm. Tại vì bình thường ba vợ em nghiêm lắm, khi mà gặp em cũng hơi khớp khớp. Nói chung là cũng hơi sợ chút xíu. Trước khi mà tụi em làm đám cưới đó thì em có nói chuyện nhiều với ba vợ không? Có gặp ông không? Dạ chỉ có gặp một lần là lúc mà vợ dẫn về ra mắt đó. Thấy ba cũng cười cười vui vui. Thì lúc đó em nghĩ chắc ba với mẹ cũng đồng ý rồi. Nhưng mà không ngờ là ba lúc đó ba chưa chịu. Hai em tổ chức đám cưới không xin phép ba em. Dạ. Đúng không? Lúc đó em không muốn đi lấy chồng xa, cho nên em suy nghĩ bồng bột. Em quyết định cưới như vậy. Sau này khi mà lấy chồng về rồi suy nghĩ lại thì mới thấy là mình có lỗi với ba như vậy. Thông qua chương trình này thì con muốn ba tha lỗi cho hai vợ chồng con, tại vì hai vợ chồng con không nghe lời ba. Con cũng xin lỗi ba vì lúc trước con đã cãi lời ba, nhưng mà tại vì con cũng không muốn lấy chồng xa quá, mong ba hiểu và thông cảm cho con. Hy vọng ba sinh nhật của ba năm nay sẽ được mạnh khỏe, và cháu ngoại của ba cũng yêu ba, chúc ba mạnh khỏe, sống 100 tuổi. Con muốn gửi đến ba một lời xin lỗi. Tại vì lúc đó hai vợ chồng con còn trẻ quá, nên nói chung cũng còn hơi bồng bột, còn thiếu suy nghĩ. Nên với lại lúc đó con cũng thương vợ con quá, mà không biết làm sao nên tụi con mới cưới đám cưới nhau sớm như vậy. Thì thông qua chương trình con muốn gửi lời xin lỗi đến ba, mong ba tha thứ tụi con và đừng có giận tụi con nữa. Và nhân dịp sinh nhật của ba thì con cũng muốn chúc ba được nhiều sức khỏe. Thực ra là như vậy nè, qua cái chương trình này á, bản thân Vân cũng rất là muốn gửi cái lời chia sẻ với ba. Dạ, ba vợ của bạn Minh. Nói nhiều thì Vân không biết nói cái gì hết. Bây giờ Vân sẽ hỏi hai bạn này một cái điều là cái cuộc sống của các bạn ngay thời điểm này, các bạn có hạnh phúc hay không nè, rồi các bạn đối với nhau như thế nào nè, để cho ba mẹ của Thư, hai anh chị thấy là con của mình bây giờ nó đang hạnh phúc như thế nào, nó đang có một cuộc sống viên mãn ra làm sao, để anh chị thấy được rằng là nên tha thứ cho hai con với một tấm lòng bao dung của người cha người mẹ đó. Thì bây giờ Thư và Minh có thể nói là sau hôn nhân các em cảm thấy như thế nào? Em nói đi cho ba mẹ hiểu. Cuộc sống của tụi em nói chung cũng hạnh phúc, tuy là có nhiều thiếu thốn. Tại vì công việc của em hiện tại thì nó cũng không ổn định lắm, nhưng mà nói chung cũng đủ lo cho gia đình em. Em có nghĩ là mình có thể thay ba, thay mẹ để mà lo cho Thư cho đến suốt cuộc đời hay không? Khẳng định với ba với mẹ là con có thể lo được cho vợ con đến suốt đời. Dạ, và con của con. Cháu ngoại của ba. Dạ. Đó là một lời khẳng định của chú rể. Còn Thư nói cái cuộc sống của Thư bây giờ, cái cảm nhận của Thư sau hôn nhân đi. Dạ, sau hôn nhân thì đối với chồng đối xử với em rất là tốt. Nói gì cũng nghe theo, muốn đi đâu thì cũng xin phép vợ, chứ không phải như người ta đi rồi mới về nói. Thì chồng cũng thương. Nhớ lúc mà ở trong phòng sanh ra rồi á, cái chồng hỏi mình vợ có khỏe không này nọ, mà chồng khóc quá trời luôn. Vậy là bây giờ rất yêu chồng và rất yêu con và rất viên mãn với cuộc sống hiện giờ. Dạ đúng rồi. Chúc hai bạn hạnh phúc mãi mãi như thế này. Và sau cái số này á, là mong rằng á, là ba của Thư sẽ tha thứ cho hai bạn và chào đón cái chàng con rể rất là hiền lành, rất là dễ mến như thế này. Xin bác hãy mở rộng phòng ta. Dạ cảm ơn chị. Dạ xin cảm ơn cháu chú. Dương ạ. Cháu cô, cháu là Hoàng, đến từ thành phố Cảng. Ồ, ở Hải Phòng hả? Hải Phòng. Ở Hải Phòng. Hoàng năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay con 31. 31. Dạ Dương. 31. Không phải Hoàng. Hoàng. Hoàng 31 tuổi, ở Hải Phòng. Vâng. Đúng không? Công việc của Hoàng là gì? Là con ở nhà con làm diễn viên, làm đạo diễn. Tức là sao? Con làm diễn viên cho phục vụ kênh TikTok của vợ con. Phục vụ cho nhà sản xuất đây nha. Rồi. Hiểu rồi. Dạ vâng. Con chào cô Vân với cả chú Quốc Thần ạ. Con tên là Hương. Con hiện giờ đang kinh doanh đặc sản vùng miền và đồ ăn vặt trên TikTok ạ. Con cũng đến từ thành phố Hoa Phượng Đỏ ạ. Wow. Tức là kinh doanh đặc sản vùng miền. Dạ vâng ạ. Tức là con kinh doanh gì đặc sản ở Hải Phòng? 3T cột điện. 3T bánh mì đúng không? Con là kinh doanh đặc sản của tất cả các vùng miền ạ. Các là đúng. Dạ.
Con đang có một cái hành trình là con đi tất cả các vùng miền trên đất nước mình để mà khám phá các cái đặc sản nơi đó. Thì con mỗi tỉnh thành con sẽ chọn ra một đặc sản để con kinh doanh ạ. Là để kinh doanh. Thôi chết rồi. Cô biết rồi, cô biết rồi. Ôi, nghe nè. Con bắt nó nếm thử cho nên nó mới ôi chị em mình giống nhau quá vậy, em định nói em định khổ, nói luôn khổ em... thân thằng bé ôi rồi ôi mình đúng rồi con đi ăn nhiều lắm đúng rồi chú đoán là chắc có lẽ là trước khi cưới con thì Hoàng chắc có lẽ là cũng mi nhon lắm đúng không, mà từ khi là diễn viên với là người coi như là nếm thử đồ ăn để mà giới thiệu sản phẩm là bạn ấy nó mới phì lên như vậy đúng không hả Hoàng? Dạ không, con em cháu là béo tìm lăng rồi ạ. À, bé tìm thí dụ như là ở miền Nam đi dạ. Thì con lựa chọn những cái đặc sản gì để mà con giới thiệu trên cái shop của con? Dạ hiện giờ thì con đang có dự án ở trong Cờ Đông Ba, đang hành trình ở trong Cờ Đông Ba ở Tây Nguyên. À mới tới Đà Lạt thôi. Dạ vâng, con vừa đến Đà Lạt, chưa đến thành phố Hồ Chí Minh ạ. Hồ Chí Minh sắp tới chắc con sẽ phát triển là con tìm hiểu thì thấy cơm cháy Sài Gòn là đang nổi tiếng nhất. Đúng rồi. Thì ở Buôn Ma Thuột thì là cái gì? Dạ giờ là con phát triển là ở Cờ Đông Ba ở Tây Nguyên, đó là ở đấy là ở Gia Lai ạ, tỉnh đó là ở tỉnh Gia Lai. Bây giờ những thịt bò, những cái đặc sản nào mà con bán chạy nhất ở trên kênh của con? Dạ giờ đang là thịt bò một nắng của Cờ Đông Ba. Dạ vâng ạ. Nhưng mà con ở xa quá, ví dụ như chú ở trong Sài Gòn mà muốn mua thì chắc là ship chắc cũng đợi lâu à. Dạ không, con bây giờ là trên TikTok thì là kinh doanh cũng phát triển rất là mạnh, chỉ tầm 2-3 ngày là đã nhận được hàng rồi. Nhưng mà thực phẩm thì đâu thế nào mà không, con có cách bảo quản bằng đá xốp, mình sẽ phải đóng thùng xốp rồi mình gửi gửi đi cho đảm bảo. Tức là chuyến vừa rồi thì con đã có một hành trình là con bán vải đặc sản đấy của Bắc Giang với cả của Hải Dương ấy ạ. Đó thì là con cũng ship vào trong Sài Gòn mà con thật bất ngờ luôn là vẫn mọi người trong Sài Gòn nhận hàng vẫn còn tươi ạ. Hay quá. Rồi kênh con tên là gì? Dạ kênh con là gia đình đặc sản ạ. Cái gì? Gia đình đặc sản. Chú hỏi chị. Chị à, bây giờ cháu nó nói chú không nghe được, chú lại hỏi lại cháu thì nó nói vẫn như thế thì nó có nghe được đâu. Trời, làm sao chú nghe được, chú phải hỏi chị. Gia là thông dịch viên đó. Chứ sao nó không lương lại gần gia điệu. Gia đình đặc sản. Để đó cho cô. Cô bà, sẽ phiên dịch cho con. Bà con yên tâm. Đại diện là Hoàng. Dạ hai vợ chồng ạ. Thế có con chưa? Tụi con đã có con chưa? Dạ tụi con hiện giờ đang có 3 bé ạ. Thế là ủa đến 5 người coi như là thương hiệu của đặc sản vùng miền rồi. Rồi bây giờ nè, quay ngược thời gian kể cho chương trình nghe coi như là hai đứa cơ duyên nào gặp nhau. Cơ duyên nào? Hai đứa trước thì cũng làm cùng công ty, bây giờ cũng phải mười mấy năm trước là hai đứa làm cùng công ty. Bọn con thì con nghĩ là chuyện của bọn con cảm giác như nó là một cái định mệnh ấy. Tức là bọn con ngày xưa là hồi mới lớn thì là tầm ấy là chồng con thì mới có mười mấy, con thì hai mấy. Đó thì là làm cùng công ty. Là sao là con mười? Con lớn hơn. Dạ vâng ạ. Lớn hơn 4 tuổi. Nãy là chưa có giới thiệu tuổi là nó không biết. Này, thế nhưng mà rất là ngộ là chồng con nhìn già hơn con nhiều lắm. Đấy, Hoàng cháu được thế đấy, cháu được cái già hơn vợ nhiều quá đấy. Thế là chồng con phải hy sinh. Chị Vân nói rất chính xác. Chị Vân nói rất chính xác. Không, căn bản là mình lấy mà mình yêu người hơn tuổi mình cũng phải cố gắng mình già đi chứ con phải sống rồi cũng... đó là hy sinh đẹp trai đó, cũng có thiệt thòi cho vợ mình đã lỡ rồi mình cố gắng mình già một tí chứ không phải là anh đừng có biện hộ không, nếu mà cô không tin cũng đợi con chỉ 3 phút 15 giây là con trẻ liền, ba phút 15 giây tôi chờ anh 3 tiếng rồi sao nè, kể cho nghe cơ duyên là lúc đó bọn con làm cùng, hai vợ chồng con thì làm cùng công ty với nhau. Thì là lúc mà lần đầu tiên gặp chồng con, trời ơi lúc đó chồng con rất là cũng ốm, tức là chưa có béo mập như giờ, con bảo trời ơi sao có người đẹp trai như vậy, tức là trong lòng thì cũng rất là thích rồi. Thế mà chồng con thì con thấy là cũng hay hỏi thăm trò chuyện với con, cứ mỗi người làm, con làm trên văn phòng của chồng con thì làm ở dưới kho. Nhưng mà công ty là gì? Dạ đấy là công ty để giày da. Rồi sao nào? Thì chồng con cũng hay lần lá ra nói chuyện bắt chuyện làm quen thì là thì con thì là con cũng thích rồi đấy. Thế là lấy nhưng bạn mà cũng kể sai sự thật thế nào. Thế à? Không. Thế là con đính chính đi. Con ở dưới kho, bạn ở văn phòng, bạn xuống cho con bạn xin đồ chứ con đời nào con chịu lên trên đấy đâu. Nhưng mà là xuống xin đồ là có lý do, là muốn gặp cái anh này đúng vâng, không? Vâng đúng rồi. Vâng. Kể cái gì trên truyền hình mình kể kia em cam kết là mình kể cho đúng. Đâu, tức là cô nghe là vợ con nó nói là nó thích con. Rồi nó đi xuống đâu, vừa về bảo là con hay son ven lên trên, thật ra là sai, là vợ con men xuống kho đúng không? Vâng. Đúng, phải kể đúng. Nhưng mà cứ nghe là hai đứa làm chung với nhau. Vâng. Nhưng mà lần đầu tiên gặp con là chồng con thấy là lúc đó là con ốm,
Và vâng, cũng xinh, cũng xinh trai. Vợ con đó, khen mà. Đấy là sự thật. Rồi nhưng mà cái câu chuyện mà con lên là xin đồ ăn là không đúng. Mà là cô ấy xuống mon men xuống dưới kho vâng. Để mà gặp con mà cứ giả vờ xin, ngày xưa con quản lý là quản lý cái kho đế, kho vật tư. Rồi bây giờ cái ấn tượng đầu tiên. Bạn mẫu là bạn phải xuống bạn xin chứ con lên. Cái ấn tượng đầu tiên của vợ nhìn Hoàng đó là thấy có cảm tình. Thế còn Hoàng thì sao? Con không để trong mắt đâu. Tức là vẫn để ven đường, không để trong mắt luôn. Kiều chê. Anh nói thật đi. Nói thật nghe. Anh phải nói thật chứ. Là nói chung là phải 1-2-3 lần chứ không phải đầu đầu tiên. Một hai ba lần. Đi trên văn phòng cũng hiếm, nói chung hiếm. Hiếm bạn nữ sinh gái. Nhưng mà rồi hai đứa có đến được với nhau không? Dạ không. Đó thì tức là lúc đó thì là bọn con tức là cũng chị em thì là cũng đầu tiên thì là thôi đấy, đấy. Sau khi biết được là quen nhau thì vợ con lại học đúng rồi, học cùng lớp đại học với chị gái con. Thế về chị cũng bảo là thấy hơi thân thân, không được không nhớ. Thế là, là đấy, mấy con cũng thuộc mải chơi nữa. Thế là thôi thì cứ nói chuyện thôi. Thì 2-3 tháng sau thì thấy bạn này không lấy vợ con đâu nữa cả. Thì sao vậy? Vợ con nghỉ làm ở đó, xong rồi đi đâu làm, từ lúc đấy là mất liên lạc. Cũng nói chung là ngày đấy con cũng mải chơi nhưng mà cũng không để ý. Lúc đấy chắc còn nhỏ đúng không? Tại vâng, con có mười mấy thôi mà. Điện thoại ngày đấy cái sim điện thoại cứ dùng, cái sim rác cứ dùng mà mất đi à, thế là cứ mất. Bây giờ phải hỏi vợ nè. Ủa tại sao đang làm tự nhiên đột ngột nghỉ vậy? Dạ thì là cũng như bạn ấy kể thì là hôm ấy tình cờ thì là bạn ấy dẫn con về nhà bạn ấy chơi thì là tự nhiên vào nhà gặp bạn ấy, trời ơi ngại quá là gặp đúng chị gái. Gặp đúng chị gái mà chị gái lại là bạn thân của con. Chị gái của bạn này là bạn thân của con. Đó đây là mình bảo thôi tự nhiên thấy chán chán và bây giờ làm sao mà có thể bước qua được cái vượt lên chính mình được đúng không? Thế là thôi. Được. Thế là thôi con cũng coi như là thôi, không có duyên, không nói chuyện trò cái thứ gì nữa. Rồi con cũng nghỉ làm thì con cũng không có nhắn tin và không chào tạm biệt bạn ấy. Coi như là dứt luôn. Dạ dứt luôn ạ. Dứt luôn. Trong thời gian đó con đi đâu? Con làm gì? Thì con chuyển công ty ạ. Con chuyển công ty thì là sau đó thì con lấy chồng. Tức là con có gia đình. Dạ. Ok, con có gia đình. Dạ. Thế rồi sao nữa? Rồi bao lâu thì lại các con lại gặp lại nhau? Dạ. 75. 75. 55. Tức là Hoàng có người yêu chưa? Lúc mà gặp thì con đã có người yêu chưa? Mới chia tay người yêu cũ. Chú thì định hỏi là đằng ấy đi lấy chồng rồi đằng này có đi lấy vợ không? Không, con không lấy vợ. Không lấy vợ. Con chỉ vậy cho gái thèm chơi đúng không? Vâng, mình bảo vậy gái thèm chơi. Rồi 7 năm sau thì tại sao lại là có một cái cuộc hội ngộ? Cơ duyên nào? Dạ vâng, thì thực sự là cái cuộc hôn nhân đầu tiên của con ấy thì là cũng không được hạnh phúc. Thì là con cũng vội vã theo chồng bỏ cuộc chơi. Thế là lấy chồng sinh con thì được bé nhà con được 1 tuổi thì là hai vợ chồng con cũng ly thân. Đó thì tình cờ thì một hôm đó thì con lướt Facebook. Thì là cái thời gian đó thì Facebook mới rộ lên. Thì là sẽ là mình sẽ đi tìm kết bạn với tất cả những bạn bè cũ của mình ạ. Thì là đầu tiên là con kết bạn với cả chị gái của Hoàng. Vì là bạn ấy là bạn thân của con mà. Thì là kết bạn với bạn ấy thì là cũng theo dõi bạn đó thì trò chuyện. Thì một ngày đẹp trời thì thấy bạn ấy lúc ấy cũng quên bắn bạn Hoàng đi thì lúc ấy mình cũng đâu có tâm trí để nhớ đến những người bạn cũ đâu. Đang buồn đúng không? Dạ vâng ạ, cũng không nghĩ gì nhớ bạn Hoàng cả. Thế tự nhiên hôm ấy thấy chị gái đăng cái Facebook là chúc mừng sinh nhật em trai. Lại là nhìn thấy ổng. Dạ vâng ạ. Mà con nhìn thấy ông tức là khác hoàn toàn chứ trước đây tức là tự nhiên bị phát tướng béo. Đó. Thế là con với lại bảo sao bây giờ lại khác vậy? Thế là con mới mò vào Facebook, con lướt, con xem. Sau đó ai nhắn tin trước nhỉ? Hình như là nhắn tin đúng. Con là người chủ động, con là người chủ động nhắn tin. Thế là con là người chủ động kẹp Facebook của ảnh. Dạ. Và cũng là người chủ động nhắn tin cho ảnh. Dạ vâng. Khi tự nhiên đâu một cái người mà trước đây mình đã quen rồi 7 năm sau nhắn tin cho mình. Cảm giác bất ngờ mà lúc đấy thì con cũng đang mới cũng chia tay được 3 tháng rồi cũng được 2-3 tháng. Lúc con đang làm gì? Con đang làm gì? Con đang ở không, lúc đó chỉ có chơi điện tử thôi, lúc đó là chơi game ấy. Nhưng mà công việc của con lúc đó là ngày đấy con đang đi học, con đang học để con đi chuẩn bị đi tàu, lúc đó con đang đợi ra bằng để con đi lên tàu, con đi tàu. Đi tàu biển à? Dạ, đi nước ngoài đúng rồi sao? Vâng đúng rồi, đi tàu tàu đi tàu Vĩnh Dương á. Vâng. Lúc là bọn con gặp lại nhau thì là đúng rồi, làm quen với nhau là thời gian là chồng con cũng chuẩn bị đi tàu. Đó thì thời gian để gặp gỡ nói chuyện nhau thì nó cũng rất là ngắn. Nó chỉ còn tầm 1-2 tháng thôi là chồng con chuẩn bị đi tàu. Rồi sao? Rồi gọi là Hoàng đi rồi sao? Rồi cuối cùng lúc đấy con cảm giác như chồng con như kiểu là sống gấp ấy.
Anh kể đi, anh kể ra anh nhắn tin dồn dập suốt ngày làm phiền em nào. Ủa, nhưng mà khi mà gặp lại thì nhìn thấy hình ảnh cô ấy thì so với 7 năm trước thì cô ấy như thế nào? Về ngoại hình, nó có đẹp hơn không? Không, ngoại hình thì vẫn thế mà cũng có hơn. Tất nhiên là phụ nữ thì có tuổi hơn thì... Đâu, gái một con trong mòn con mắt chứ con làm sao ấy? Con đang định nói như thế, con đang định bảo gái có tuổi thì có lẽ... Gái một con trong mòn con mắt là nó thay da đổi thịt là nó khác. Cho nên là những tình tới tấp luôn. Vâng, tới tấp. Nhưng mà cũng phải biết được tình hình là đột ngột như nào lắm hết mọi thứ rồi mình mới đánh dồn dập luôn, đánh phủ đầu. Nhưng đánh mà anh kể thật đi, tại vì sao mà trước đấy ngày xưa anh không kiểu dồn dập, sao tự nhiên đến lúc mà đến lúc gặp lại đó phải kể thì anh chia sẻ với cả cô chú ở đây, anh bảo là vì giặc bên Ngô mà cô bên chồng là chị gái mình mà lại còn là bạn thân của chị đó thì làm sao mà vượt qua nổi cô. Nhưng mà tại vì sao em đến bây giờ em vẫn chưa hiểu, tại vì sao mà đến lúc mà gặp lại ấy, sau 7 năm hỏi sớm lên hỏi thì đúng rồi, ta đấy người ta chưa trong lòng, tại vì con hỏi rất là nhiều lần đúng nhưng rồi. Mà con vẫn không hiểu lý do tại sao đến lúc gặp lại tự nhiên dồn dập xong tấn công con. Và tới đây thì chị em tôi cũng rất nói thật, chia sẻ cũng ở chú Thuận con cũng thuộc dạng lúc đẹp trai, có tính chăm sóc cũng hơi bị nhiều mối một chút, nhưng mà là mất mối này còn 2-3 mối khác nên là cũng không để tâm cho lắm, nên mất là cũng thôi. Nhưng mà lúc đấy cái lúc mà gặp lại thì đúng là trống trải thật, lúc đấy là đang mới chia tay người yêu xong nên là gặp bạn này cũng lên là đưa quyết định. Với cả cái lúc mà, lúc đấy khả năng cái lúc con cũng là khó khăn, cũng là khó khăn nhất mà bạn này dám đến mình thương, trân trọng. Trân trọng và thương đúng không? Với lại là một phần chắc là con cũng nghĩ là mình sắp lênh đênh trên biển rồi đúng không? Dạ vâng, đúng. Lúc đó là chưa đi đúng không? Phần nhỏ. Lúc đó là đang đợi bằng ấy, đợi bằng ra đi có mất mấy tháng rồi. Bây giờ là hai tâm hồn đang trống trải nữa. Vâng, mới xong biết chia sẻ có câu chuyện của bạn này, chia sẻ thấy cũng thương. Ôi bảo sao có mấy năm không gặp mà sao lại gặp nhiều vấn đề biến cố quá đúng không? Là có thương. Cũng thương, là thương. Rồi sao? Rồi cái việc mà hai đứa coi như là bắt đầu có những mối quan hệ kháng khít hơn là có nhanh không? Vâng, vợ con chia sẻ súng gấp vậy. Súng gấp. Tức là chỉ trong vòng mấy tháng là con gặp lại nhau thì là chỉ còn mấy tháng nữa thôi là chồng con cũng lên tàu rồi. Thế nên là mọi cái nó cũng khá rất là nhanh. Là phải nhanh đúng không? Thế rồi nhanh thì là bằng thế nào để mà có thể tận hưởng được cái thời gian nó quá ngắn như vậy? Thì mà đến nói chung là cũng tranh thủ thôi, vợ con thì làm cũng xa, cách chung là ở Hải Phòng có Đồ Sơn, mà từ Hải Phòng đi xuống Đồ Sơn nó cũng ra. Cũng tranh thủ, cũng vừa là lý do để mình tán gái, vừa là lý do ở gần nhau, thế là con ngày nào cũng phi xe 20 mấy cây số. Đưa vợ đi làm xong đón vợ con về nhà. Vâng. Thế rồi sao hai đứa không ở chung với nhau luôn đi cho nó đỡ phải đưa đón lừng mệt. Thật ra là lúc đấy là vợ con cũng mới lúc đó thì con gọi là mới ly thân, cũng không muốn cho cái gì cũng ngại lo vấn đề đó. Nhưng mà vậy thì gia đình hai bên có biết không? Gia đình lúc đấy là chưa biết, lúc đấy chắc chắn là bên gia đình con là con sẽ giấu rồi đó. Dạ vâng. Đúng không? Không, bên nhà chồng con là lúc đó là phát hiện. Không, tức là chị gái con lúc đấy cũng phát hiện ra đăng Facebook thì. Tức là bọn con hôm đấy thì là con chị ấy cũng rất là tinh ý. Con không hiểu làm sao chị ấy biết được là con với cả Hoàng gặp lại nhau. Thì con chỉ đăng Facebook vu vơ thôi. Tức là anh cũng không hề đăng ảnh em lên đúng không? Có đăng. Là chị gái phát hiện. Vâng, ngay chị nhìn Facebook chị phát hiện hay là cảnh chị báo là dùng đăng lên. Có cảnh báo là không được, ví dụ như là muốn tiến xa là không được đâu nhá. Thì lúc đấy bảo đỡ bạn bè nhau có gì đâu. Chưa đâu có đâu cả thì thế lúc đó là con phải chặn hết Facebook của bạn ấy, coi như là không chị em không bạn bè gì nữa. Chỉ biết thằng em chị thôi. Đúng không? Đó. Nhưng mà gia đình con là con cũng giấu không cho biết. Vâng, nói chung là tất cả mọi người con đều giấu ạ. Nhưng mà hai đứa có hợp tác với nhau làm mỗi công việc gì chung với nhau không? Cái lúc đó có, lúc đấy con ở bên con đi tàu, con đi sang sinh, lúc ấy là shipper vẫn còn mới. Không, lúc đấy mới đầu thì là đâu có. À không, mới đầu khi vào hết khi xuống tàu ấy thì không xuống. Chưa, cái lúc mà sau khi mà vẫn giấu gia đình á thì bọn con còn có mấy tháng ở gần bên nhau á là tụi con vẫn không ở chung với nhau. Dạ, mà vẫn cứ là 20 mấy cây số là đưa đi đón về. Đúng như vậy. Vâng. Lúc đấy thì gọi như kiểu tình chị em ấy. Tình chị em thì lúc đó con cũng không xác định với chồng con. Vì mình cũng mới lỡ dở một lần rồi, con không thế muốn. Rồi xong là mấy tháng sau là bạn này đi tàu. Dạ, vâng. Là tụi con gần như yêu xa. Vâng. Một lần con đi là mấy tháng con mới lên bờ? Con đi là 18 tháng. Trời ơi. Ôi rồi, hơn một năm mới lên bờ. Vâng, không, nhưng mà tàu con về Sài Gòn nhiều. Câu chuyện của bọn con cảm tức là hai người thì đã từng đổ vỡ rồi.
rồi gặp lại nhau, em yêu nói nhưng nhau. Anh lấy vợ rồi. Không, thì anh cũng cũng yêu nhiều. Yêu, một lần rồi, yêu, là chia tay rồi. Vâng. Nhưng mà có một cái là hai đứa gặp lại nhau, yêu nhau cảm giác như là lần đầu tiên được yêu ấy. Tức là khi mà chồng con đi tàu ấy, cái cảm giác yêu xa thì con cũng thấy nó cũng nhiều cái ly kỳ. Không, nó cũng ly kỳ. Là lúc đó thì chồng con cứ lênh đênh ở trên biển này thì liên lạc không liên lạc được. Cứ khi nào mà đến về cập bến thì có tí sóng thì bắt đầu bên liên lạc. Thì là với tức là hồi đó thì con cũng ngày nào cũng chỉ chờ mong điện thoại thôi, vì không thể nào liên lạc được, mà khi nào ông này ông có sóng thì là mới có thể là mới có mạng. Là cứ chờ đợi 3 đến 5 ngày, nhiều khi là một tuần liền không có một liên lạc gì hết cả, mất liên lạc hoàn toàn. Hay là lúc nào cũng mòn mỏi chờ đợi như thế. Thế xong rồi khi nào mà bạn này bạn ấy mà cập bến Sài Gòn ấy, chỉ có hơn một năm bạn đi tàu thôi, mà cứ khi nào bạn cập bến Sài Gòn cái là bạn phải lập tức bạn ấy bắt con là phải từ Hải Phòng bay vào trong đó để gặp bạn ấy, mà chỉ gặp nhau cái xong lại bay ra là bạn lại lên tàu bạn đi tiếp. Gặp thôi chứ không ở lại ngủ hả? Dạ không ạ, nhiều khi là chỉ gặp lại thôi, mà đến mức mà con còn không có đồng nào cả, vì hồi đó con rất là nghèo. Không có đồng nào cả, con đi làm ngoài đó lương chỉ có 2 triệu một tháng thôi mà còn phải nuôi con nữa. Mà đã vậy phải mua vé máy bay bay vô gặp ổng nữa. Dạ, đó con là con nhớ mãi kỷ niệm đó, là lúc đó là bạn ấy bảo là bạn đang ở trong Sài Gòn rồi, bạn ấy muốn gặp con. Mà lúc đó có không còn một cái gì ấy cả, không còn đồng nào ấy cả. Có cái nhẫn, có cái nhẫn vàng. Có cái nhẫn vàng 2 chỉ là phải đem đi cắm. Phải đem đi cắm để mà bay vào để gặp bạn đó. Ừ. Vậy mà nỡ lòng nào cũng không bao vé máy bay mà. Không, bạn ấy lúc hồi mới lên tàu là bạn ấy chưa có nhiều tiền ạ. Bạn ấy chưa có nhiều tiền, bạn chỉ có bao một đầu thôi, còn một đầu nữa là không cách nào không xoay được á. Lúc đó em cũng con cũng ngại, cũng không nói là em hết tiền rồi, cũng xấu hổ, tự nhiên là bạn em không có tiền thì cũng ngại. Lúc đó là chính thức yêu nhau rồi đúng không? Là yêu nhau được 1 năm 2 năm. Không, trước lúc đi là cũng hai đứa cũng yêu rồi. Thì đó là coi như là đã được 2 3 năm rồi đúng không? Tại vì 18 tháng là gần 2 năm rồi. Dạ vâng ạ. Đúng chưa? Tức là con đi tàu 18 tháng rồi con mới lên bờ hả? Vâng, con đi tàu 18 tháng. À rồi là 18 tháng thì vốn liếng lúc đó ngon lành chưa? Lúc sau 18 tháng có vốn liếng ngon lành để có thể mở một cái công việc gì trên bờ không? Bạn này thì là đi, là chồng con là không phải là tiếp người mà biết giữ tiền, có bao nhiêu tiền là cứ gọi như kiểu là vợ bất nông vợ ngoài thân ấy. Là đi tàu á thì là chồng con là có bao nhiêu tiền là gửi hết về cho mẹ. Đó, có bao nhiêu tiền gửi hết cho mẹ để trả nợ hay là gì đó con không biết, không để sửa nhà đó thì là có tiền gửi hết về cho mẹ. Mà con rất quý một cái đó là tức là hồi thì bọn con cũng gọi là mới có quen nhau thôi, thì là bạn ấy không bao giờ giữ một đồng nào trong người ấy cả, ngoài cái đồng tiền mà đã gửi về cho mẹ ấy, thì là bạn ấy còn thể có thêm tiền màu tiền mè nào là bạn lại bớt xén lại, rồi bạn ấy lại gửi về thêm cho con đó để con trang trải cuộc sống hàng ngày. Nên là lúc bạn ấy xuống tàu là không có một đồng nào ạ. Lên tàu là không có một đồng nào luôn. Lên tàu không có đồng nào ạ. Hồi đến khi nào thì hai gia đình mới biết, rồi hai đứa mới bắt đầu có một cái công việc chung với nhau. Thì lúc con đi tàu xong đi sinh ấy thì con thấy thấy ở bên đấy cái ship nó hay quá, mới gọi điện về cho bạn này bảo là tình hình là ở Việt Nam mình có coi như bên sinh người ta có những cái món đồ nó gọi ship vậy ship hàng á. Vâng, ship hàng mấy năm trước có ship chưa là ruộng cũng nhiều. Thế mà bạn bảo là không, chẳng có biết là gọi ship là cái gì cả, chẳng biết ship nó biết là cái gì cả. Và thế gọi thế là tôi phát này xuống tàu để về làm mở công ty shipper. Ship. Vâng. Thế rồi thành công không? Làm nói chung là hai đứa thì đấy là không lỗ là may đấy chứ. Nhưng mà cái vốn bỏ ra nhiều không? Ra đó đây cũng là một cái câu chuyện mà bọn con nó phải nhắc với nhau mãi. Thế là bọn con thì tất cả đến với nhau bằng hai bàn tay trắng. Con nhớ mãi là khi mà chồng con quyết định là xuống tàu để mà thành lập công ty ship ấy, thì là vợ chồng con là không có đồng vốn nào cả. Nhớ mãi là đã đi vay vay bạn bè, anh em bạn bè là 5 triệu để mà mở để mà làm cái biển quảng cáo ấy, để làm biển quảng cáo thôi, để mà gọi là công ty cho nó gọi là nó đỡ ngựa. Thì là cũng không vay được. Con nhớ mãi là lúc đó vay 5 triệu thôi mà bạn cũng nói ra nói vào ấy, là chồng con tính tự ái cao mà sĩ diện, nên là nghe thấy bạn nói động chạm vậy là thôi, không cần phải vay nữa. Tự hai vợ chồng làm được bao nhiêu thì làm. Và cuối cùng công ty thành công. Dạ. Và tồn tại cho tới bây giờ. Dạ không ạ, bọn con làm ship thì lúc đó chỉ làm tầm 1 năm thôi, thì khi mà con làm ship thì con mới thấy là cái cơ hội mà phát triển kinh doanh ấy nó rất là rộng mở trên mạng online. Tức là vì con ship hàng cho người ta rất là nhiều ngành nghề. Đó, thì là con thấy là con làm biết là người trực tiếp là con biết được cái mặt hàng nào đang là phát triển nhất. Đó, thì là con quay sang là con kinh doanh. Thì là lúc đó thì là trái cây nhập khẩu nó mới nở rộ, thì là con chuyển sang là con kinh doanh trái cây ạ. Trời hay quá. Đó. Thế là bây giờ là đến đặc sản vùng miền luôn rồi. Dạ vâng, đúng không? Dạ. Tính ra mấy bạn này rất là nhạy bén nha chị hả? Rất là nhạy bén. Trong cái khó ló cái khôn chứ. Dạ. Con đó. Ha. Vâng, nói chung hai vợ chồng con thì nó cũng nhờ khoảng thời gian khó khăn đấy thì mới ra được những cái
mình đứng phát triển từ 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 nông sản Việt nên mình cũng muốn là mình muốn phát triển đưa lan tỏa nhiều hơn nông sản Việt, tại vì lúc hai vợ chồng lúc đấy ship xong rồi gặp quả xoài keo đúng không, ấy quả xoài keo ở ngoài miền Bắc ui hai vợ chồng nhập về bán thôi rồi lên bán thôi rồi luôn thế mình bảo thôi đấy nông sản nó giúp mình thì mình phải cố gắng đúng mình, rồi cái xoài keo em biết xoài keo không? Bé. Đúng rồi, xanh nó nhỏ xíu và ăn giòn rất ngon luôn. Hồi đó là ngoài mình miền Bắc là mới bắt đầu biết đến quả xoài bé, xoài bé, trong bé, Nam. Thế bắt đầu mới nhập trong Nam ra. Nhưng mà hai vợ chồng hợp tác làm ăn với nhau như vậy mà gia đình không biết hả? Không, lúc ấy có biết, lúc ấy thì lúc ấy gia đình của Hoàng có ủng hộ. Xong gia đình con cấm cản mà, cấm cản nha, con gia đình con cản từ đầu đúng không? Từ đầu. Thế rồi bao giờ thì gia đình con mới chấp nhận? Con nói chung là cũng phải mất một thời gian mấy năm, 1-2 năm thì cũng không phải nói đấu tranh thì cũng không phải, nhưng mà cũng cố gắng để phát triển để cho bố mẹ mình biết là đúng, mình chia sẻ đúng. Bây giờ thì ok chưa? Bây giờ ok rồi, bây giờ quá ok đúng không? Không phải hai mẹ con mới quay mẹ chồng đâu đó. À đấy. Là vô đây coi như là thảnh dũng luôn đó. hai chúng nhau sau là nếp tẻ đủ hả con hay là? Dạ không ạ, con là bé đầu tiên là con riêng của con là bé chị trai. Chị biết rồi thì hai đứa sau này. Hai đứa sau cũng là con trai ạ. Trai luôn. Là ba trai luôn. Ủa rồi, ôi thế là bây giờ chắc là mong đứa gái lắm rồi. Thèm một con bé thì mệt. Nhưng mà đến cái cột mốc nào thì gia đình hai bên chấp nhận cả hai? Là chồng con cũng nói là gia đình chấp nhận chứ con thì với con thì nó vẫn là một cái là cuộc sự phấn đấu để nhắc con phấn đấu, tại vì là khi mà chồng con mới xuống tàu ấy là dừng hẳn công việc đi tàu đó là một cái mà bố mẹ chồng con rất là thất vọng. Tự nhiên đi quen con bé này mà bỏ hết cái sự nghiệp mà bố mẹ đã gây dựng cho đi học, bố mẹ đầu tư cho đi học bao nhiêu năm, chỉ mong là đi tàu thì bây giờ còn nếu mà vẫn đi tàu thì lương cũng có khi phải lên đến lên trăm. Cao lắm mới nhỉ. Nói chung là rất là cao. Thì tại thâm niên mà đến bây giờ thì lâu. Thì bây giờ đi theo con bé này đến bây giờ công việc cứ lông bông, và nhất là cái thời điểm đầu khi mà bọn con đi ship hàng ấy mà công ty ship gọi là một công ty ship nhưng mà thân bọn con cũng phải là vừa cùng với nhân viên. Mình là mình phải làm chủ của làm shipper. Tại vì mình đâu có nhiều vốn để mình điều hành đâu, tức là mình cứ lấy công làm lãi thôi. Thì là lúc đó người ở Hải Phòng con chưa biết đến ship là cái gì hết cả. Thì là đồng nghĩa nghĩ rằng là con kéo chồng con xuống bờ vực, xong bây giờ từ một cái vị trí đang là đi tàu như danh giá thế trở thành một cái thằng xe ôm. Trong mắt không đúng thật, ngày đấy là ship người ta gọi là xe ôm. Xe ôm mà thật đúng. Ra bây giờ vẫn là xe ôm. Không ngày nhưng bây giờ còn rộng mở đúng nhất là bây giờ. Ngày xưa người ta rất coi thường công việc đó. Tức là đi ship người ta gọi là thằng nọ thằng kia, người ta rất là gọi là công việc nó gọi là thấp hèn. Bây giờ mình gọi shipper cho nó tay một chút xíu cho nó sang thôi. Chứ thực chất nó là như vậy đó. Đó, rồi. Thì là bố mẹ chồng con lúc đầu mà đã không thích rồi thì nó lại càng không thích. Là có một cái định kiến rất lớn với con. Tức là phải đến tận bây giờ thì con luôn luôn phải cố gắng, tức là con phải lúc nào cũng nỗ lực để mà cùng với chồng con để mà làm để gây dựng một cái sự nghiệp nào đó mà để con chứng minh cho bố mẹ chồng con thấy là cái quyết định của chồng con nó không có sai. Và bây giờ thì chú nghĩ rằng là chắc bố mẹ chồng cũng đã rất là ok rồi, nãy chồng vừa mới nói xong đúng đi rồi, rất là thương yêu cô dâu này, là bởi vì là thấy rằng là có sự thành công của con, và bên cạnh đó là có tôi thấy được bạn này cũng thành công đúng không? Vừa quay mẹ chồng nàng dâu xong, tôi về tôi phải lục cái số đấy tôi xem. Thì chưa chơi được tôi sống. Không phải qua chương trình đó thì mẹ con với mẹ chồng con thì mới gọi là cởi mở nhau chứ còn trước đó lúc nào cũng có khoảng cách ạ. Tức là lúc nào cũng có cũng luôn luôn mang trong mình cái một cái tuổi thân là mình có cố gắng thế nào nữa vẫn không được ghi nhận ạ. Nhưng bây giờ thì thôi rồi, cụ sau này hai đứa con dai nó càng lớn mà nó càng thương ông bà nội, nó càng ngoan thì thôi rồi. Đấy, ăn đủ con ạ, con ăn đủ hết. Rồi bây giờ tới phần kia đi. Các bạn nói chung là cũng có những cái nhiều sóng gió đấy. Nhưng mà bây giờ là bình yên rồi. Bây giờ là cái gì? Bây giờ đỉnh bây giờ. Bây giờ. Bây giờ. Đó, nói chung thì... là cũng may mắn là hai vợ chồng làm chung thì cũng có một chút thành tựu để mà bố mẹ cũng tin tưởng để bố mẹ ghi nhận chứ. Vâng, để bố mẹ ghi nhận. Thế nhưng mà vợ con ý, khi mà con về ở với nó, con có thấy nó có những cái tật xấu gì không? Đó, con phải khó chịu ý. Bây giờ là tới phần khui tật xấu. Vợ con thì nói chung là cũng tật xấu thì cũng ít lắm. Chỉ có mỗi việc là tham công tiếc việc. Rất tham công tiếc việc. Nói chung là bỏ chỉ cần công việc thôi, là mọi thứ xung quanh không cần biết cái gì cả. Không bao giờ biết mua sắm cái gì, không bao giờ biết sắm sửa cái gì cả. Cho bản thân hay là cho chồng? Cho bản thân, cả cho chồng nó cho con cũng vậy. Thế cái người đi sắm sửa là ai, là con à?
Không, hai vợ chồng thì cứ thỉnh thoảng đi thì gặp cái gì thì sắm, hoặc là ông bà mua cho cái gì, bọn con sống đơn giản lắm, sắm được. Nhưng mà về quần áo thì đi gặp cái gì, đi gặp ví dụ hôm nay là khi nào thiếu, khi nào không có cái gì để mà ấy đó thì bắt đầu mới đi mua, chứ còn thực sự tức là không quan trọng cái hình thức bên ngoài. Vâng, không quan trọng hình thức bên ngoài. Chỉ tham công tiếc việc, mà đôi khi bù đầu bù cổ, tóc coi như tóc rối luôn. Đúng rồi, đúng không? Tay cũng xoắn nha. Xoắn là nhiều tóc, cũng như ủ như. Nhưng mà có cái đi theo nhắc nhở về cái ngoại hình. Ngày nào cũng phải nhắc, đấy, như thế có nghĩa là chồng không đồng ý cái vấn đề đấy rồi nhá. Rồi cái bạn gì bè nữa thì có nhiều không? Đấy, bạn bè vợ con thì rất ít, ít thật sự, tại vì về những mối quan hệ bên ngoài vợ con kinh doanh, vợ con kinh doanh rất tốt, nhưng mà để mà về xã giao, về quan hệ bên ngoài bạn bè thì khả năng là hơi là kém. Cái mối quan hệ nó hẹp đúng không? Hẹp đúng rồi. Thế bây giờ có thân với chị chồng như ngày xưa nữa không? Dạ, bây giờ thực ra khi mà về một nhà thì con nó cũng hơi ngại ngại ạ. Nó hơi ngại ngại, gọi là trong mức, giữ trong mức mối quan hệ gọi là chị chồng với cả em chồng thôi. Đã phải là giặc bên ngôi chưa? Nhưng mà thật ra bây giờ thì đã là hai vợ chồng rồi, cũng đã có hai đứa cháu cho cô rồi, có gì đâu mà ngại nữa ta. Tại con thì con cũng kiểu cứ ngại ngại ấy. Đấy. Tại vì là hai chị em trước là bạn bè với nhau, xong bây giờ thế mình đi làm em ấy, gọi là chị nhỉ. Với lại con là một người thì là cũng đến như chồng con bảo là về quan hệ chồng con rất là hẹp, nên là con là người cũng cũng khá nội tâm và khá kín ạ. Nên là con khi mà mình đã có một cái gì đó mình cảm thấy không ngại ngại, mình không thoải mái thì con sẽ không cởi mở được. Vậy thì phải là nhờ một cái sự kết nối và nhờ vào cái bản lĩnh của anh chồng này để làm sao cho cái sự ngại ngùng đó nó không còn khoảng cách nữa. Đúng không? Đúng. Yeah. Vâng. Rồi. Còn gì nữa không con? Kinh tế ai giữ? Kinh tế tất nhiên là nhà con thì vợ con cầm hết. Không có tịch thu hết tiền con không? Không, con phải thu đấy, con tự nguyện mà, con thấy cầm tiền vướng. Cô biết rồi, nhưng mà nhớ. Nó có tịch thu hết của con, nó không để một đồng nào trong túi con không? Dạ, làm gì có tiền đâu để mà cứ gọi tịch thu ạ? Ôi trời ơi. Nhớ không? Thật ra bạn này là không cần tiền. Đó, lên tàu có nhiều tiền là gửi cho mẹ. Còn ví dụ như thu vén được thêm đồng nào thì gửi cho vợ gái. Đấy là từ cái thời còn trai tân đã không có tiền rồi, còn bây giờ không tân rồi mà không có tiền không cần tiền. Con thích cái cảm giác mà để cho người khác giữ chỉ cái này đi ra mua hộ cầm mới trả tiền nhá, đỡ phải mất công giúp tiền. Vâng, đấy chính là chồng con mới là người khôn đấy ạ. Tôi cũng vậy đó. Vâng, chứ cầm tiền người tính toán vướng lắm, mệt ra chi tiêu mệt. Mình đã béo xong rồi cầm ví giày cộm này nữa. Mà con lại lúc nào cũng kiểu bị mang tiếng ác ấy, là cầm hết sạch tiền của chồng, không còn 1.000 nào thôi. Chồng con là nhiều lúc đi ra ngoài là không có 1.000 nào luôn. Nhiều khi là chẳng hạn mà nhỡ ngại đang đi đường mà có việc gì đó, lắm khi lại gọi điện ở gần, đang ở gần, chẳng hạn đang ở gần nhà mẹ thì là gọi điện bảo mẹ cầm tiền ra cho con. Thế là đôi khi là mẹ chồng con cũng hiểu lầm được là con này nó cầm hết tiền của chồng. Còn thực sự là chồng lười cầm tiền nhỉ. Vậy rồi mỗi lần mà đi nhậu với bạn thì sao? Nhậu thì khác, nhậu đấy mình lại hãy thủ trước đúng không? Thế có phải cầm không? Chồng con thì có giờ đi nhậu riêng đâu. Nhưng mà con nhậu thì con hay đi rủ vợ đi cùng bạn bè. Có bạn này thủ quỷ. Vâng, vì bạn vợ con quan hệ với hơi hẹp nên là bạn con cũng là bạn của vợ con luôn. À, con không cần cho số tiền gì hết. Vâng, không cần, không. Ôi, coi chương trình này xong là những ai mà muốn làm bạn với Hoàng chắc cũng có lẽ cũng rất là cẩn thận. Và khi đi với anh ấy thì bao giờ trong túi cũng phải có tiền. nhưng mà thật ra đàn ông mình vậy là sướng đúng không? Không, nhưng mà như ví dụ mà đi với bạn bè không có vợ thì lúc đấy mình lại phải mình đàng hoàng, mình xin mình lấy chức đàng hoàng đúng không? Đó. Thế là bây giờ nhưng mà cũng phải cẩn thận thì vì nhớ ngại mà nhiều lúc mình cũng không thích cầm tiền lắm. Mà mình bình thường mà đang đi nhau ơi vào đây cà phê cái là chưa chắc mới là cầm tiền đâu. Nhưng mà vậy con không muốn vợ cũng thay đổi điều gì không? Con chỉ cần mỗi vợ con thay đổi là bớt tăng công chức việc lại và chịu khó đi mua sắm sửa chăm chút cho mình một chút, tốt tát được thời gian cho cá nhân mình một chút, cho chất lượng cuộc sống đi lên. Chú hỏi này, lúc mà con live stream con bán hàng thì sao? Con có make up, con có trưng diện được không? Dạ con có, ở lúc live stream thì là con cũng làm nó rất là xịn sò ấy ạ. Vợ chồng con là live stream là như thế này, là đi đến đâu, ví dụ như ở đâu, ví dụ đang ở Huế đi thì sẽ mặc bộ quần áo của mình Huế, lúc đấy là khác. Lúc live stream là trong một khác là công việc rồi, lúc đấy là công việc rồi. 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 Còn đến lúc còn cá nhân đó. Công việc ra là coi như là đầu bù tóc rối. Đúng rồi, lúc nào cũng tại vì con kiểu thích mặc quần áo nhà các thứ ấy, thì cho nó thoải mái, kiểu trưng diện các thứ nó không phù hợp với con lắm. Vậy là bây giờ là Hoàng muốn con nên là
nên quan tâm đến cái bên ngoài chút xíu đó, sau công việc. Để nhiều khi đi với chồng thì chồng cũng hãnh diện là đây, vợ tôi xinh năm đó. Đúng không? Thấy không? Rồi bây giờ tới con đấy. Thế anh còn cái điều gì mà anh nói nó đi. Không anh hết rồi. Giờ tới em đây. 10 điểm chất lượng chỉ thế thôi. Dạ với con thì mong muốn thay đổi lớn nhất của con. Chưa, con chưa nói tật xấu của ông mà. Dạ. Tật xấu của chồng con ạ. Tật xấu chồng con thì kể mấy ngày không hết. Thế à? Chồng cái con... gì là xấu nhất nhỉ? Dạ. Nhưng chồng con thì là thực sự con để mà đàn ông mà nếu mà mọi người có nói là đàn ông mà không có gái mú, không rượu chè, không cờ bạc thì là rất là không hiếm. Không phải đàn ông. Không phải đàn ông. Thì đấy, chồng con là một người như thế, là tức là rất là hiếm, không có cờ bạc, không có rượu chè, không có gái mú, không có bất kỳ một cái gì hết cả. Nhưng mà có cái nhược điểm là chồng con ấy là không kiềm hãm được cái những cái sở thích cá nhân hoặc là những cái hoặc là tức cái giận. Gì? Không, vâng đúng không ạ? Đó. Không biết kiểm soát bản thân không mình, kiềm chế được, không kiềm chế tính. Được, dạ vâng đúng rồi ạ. Tức là không kiềm chế được cảm xúc đúng không? Vâng, chồng con là không kiềm chế được cảm xúc. Là lúc mà mình điên lên là mình phải điên, ở lúc mình yêu lên là mình phải yêu, lúc mà mình buồn là mình phải khóc.